Các bạn ơi, xin chào. 30 tuổi đầu anh vẫn ham làm giàu, tóc này cũng đã ba loại màu mà giờ này chưa có gấu. Xung quanh mọi người đang xôn xao rồi cười, chắc với cái cảnh trọn hoài nên chưa yêu đến thôi. Giờ đi đâu, đâu đâu, ai cũng hỏi một câu là gấu đâu, gấu đâu. Ngoài kia bao cô gái, thôi anh chọn ai mà cưới đi, mà cưới đi, mà cưới đi. Hát thật to cũng đạt được không ạ? Mẹ anh bảo cưới đi thôi, cưới đi em à, để anh khỏi lá cả, thâu đêm nhậu nhẹt thấy quá xa. Cưới đi thôi em ơi, bạn bè trang lứa cũng đã vợ con cả rồi. Hello, xin chào Trí Đức. Ok, cảm ơn rất nhiều. Ôi, ôi giời, em là giời người ta, cầu tài mà khấn lộc bao năm, anh vẫn chỉ cầu có tình duyên. Bạn bè xung quanh đôi khi nó có hỏi, ừ thì yêu đương làm gì cho bất tiện. Nhưng mà, eo ơi, anh thề nhá, bao lâu chiều ai chẳng thề nhá. Chạnh lòng thao thức để rồi đêm nằm mơ, tuổi cũng sắp chạm đến đầu ba, tại sao chưa lấy vợ. Nghe bảo dưới quê tâm này, thanh niên chắc tuổi tay đã bồng hai đứa. Anh nào có dám cái tròn đâu, chỉ là vẫn lời hoài chưa biết yêu ai nữa. Cưới vợ thì phải cứ liền tay chứ lại, để lâu ngày sẽ thành vợ người ta. Em giờ ở nơi đâu, anh mà được sinh lễ đầy đủ rượu thuốc thì tới nhà. Cuộc sống một mình có đôi lúc cũng một phiền, chẳng có một ai để trò chuyện thâu đêm sâu xa. Em đang nơi đâu có biết bao đêm anh đợi chờ, hãy đến đây bất ngờ, tình mình sẽ đẹp như mơ. Giờ đi đâu, đâu đâu, ai cũng hỏi một câu là gấu đâu, gấu đâu. Ngoài kia bao cô gái, thôi anh chọn ai mà cưới đi, mà cưới đi, mà cưới đi. Mẹ anh bảo cưới đi thôi, cưới đi em à, để anh khỏi lá cả, thâu đêm nhậu nhẹt hay quá xa. Cưới đi thôi em ơi, bạn bè trang lứa cũng đã vỡ con cả rồi. Ai muốn lên đây không ạ? Một xuân nữa đã qua, soi vào gương, anh thấy anh đã già, ôi anh đã già. Ai muốn lên không ạ? Còn bao nhiêu xuân nữa ta mới tìm thấy nhau. Mẹ anh bảo cưới đi thôi, cưới đi em à, vỗ tay đi ạ. Để anh khỏi lá cả, thâu đêm nhậu nhẹt hay quá xa. Cưới đi thôi em ơi, bạn bè trang lứa cũng đã vợ con cả rồi. Cảm ơn rất nhiều. Các bạn thấy thế nào ạ? Có thấy vui không ạ? Có thể cho ta một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? Cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại.